Mẹ ơi. Ôi giời ơi mẹ ơi. Mẹ nhìn này, con vừa bắt được con tôm to không mẹ này? Ui. Tôm đấy con bắt ở đâu đấy? Con bắt ở ngoài đồng ấy. Bắt được rồi con này, có mà con trêu mẹ. Ôi giời ơi. Mẹ thấy khổng lồ không? Khổng lồ như thật đấy, bắt ở chỗ nào? Con bắt ở ruộng rau xanh này kia kìa. Vô lý. Thế có mà tôm thần. Tôm thần kiếp. Xin chào các bạn nhé, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nhá. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, mình có một món quà mình dành tặng cho mẹ mình các bạn ạ. Đây là tấm lòng của mình các bạn nhé. Đấy, mẹ mình cũng bao nhiêu năm vất vả các bạn ạ. Đấy thì cũng chưa bao giờ có cơ hội có món quà gì khủng bố này các bạn ạ. Đấy thì hôm nay mình có một món quà siêu to khổng lồ tặng cho mẹ mình luôn các bạn ạ. Có thể nói đây là con tôm, mình thề luôn, 28 tuổi rồi các bạn ạ, mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy con tôm nào nó to này các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ tặng cho mẹ mình con tôm Alaska siêu to khổng lồ này. Với lại mình sẽ thử thách mẹ mình ăn có hết được con tôm này không các bạn nhá. Đấy, thì đây chỉ gọi là món quà mình dành cho tặng cho mẹ mình các bạn ạ. Đấy, mình chắc chắn rằng là mẹ mình chưa bao giờ mẹ mình nhìn thấy con tôm này các bạn ạ. Thì đây, mình sẽ cho các bạn xem con tôm này các bạn nhá. Thì các bạn ạ, bây giờ mình cho các bạn xem nhá. Đấy, con tôm này là siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Cái gì đây? Lại còn có cả tờ giấy hướng dẫn chế biến này các bạn này. Đấy, wow, các bạn nhìn chưa? Wow, dã man luôn các bạn nhìn chưa? To khủng khiếp luôn các bạn nhìn chưa? Đấy, hai cái càng của nó các bạn này. Đấy, to hơn cả bàn tay mình luôn các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Wow, to thế các bạn nhìn chưa? Wow, tiếp các bạn nhìn mình của nó này. Đấy, cái chân của nó này phải to đúng bằng cái ngón tay út của mình các bạn ạ. Cái chân của nó. Đấy các bạn nhìn chưa? Để mình cầm lên cho bạn xem nhá. Mình thề luôn. Wow, nặng lắm các bạn ạ. Con này phải 6 cân các bạn ạ. Đấy mình mua con mua con này phải 6 cân các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn chưa? Cái mình của nó này. Đấy các bạn nhìn chưa? To dã man luôn này, cái mắt của nó các bạn nhìn này. Đấy các bạn ơi. Đấy cái râu của nó các bạn nhìn chưa? Đấy. Thì các bạn ạ, thề luôn, mẹ mình nhìn con này mẹ mình kiểu như là tưởng nó là yêu quái các bạn ạ. Mình khẳng định luôn, mẹ mình cũng phải giật mình các bạn ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào mình khoe mẹ là mình bắt được con tôm Alaska này các bạn nhé. Bắt được con tôm này các bạn nhé. Không biết mẹ mình có tin hay không. Đấy các bạn nhìn chưa? Wow, dã man luôn. Thì các bạn mà muốn mua tôm Alaska với lại cua hoàng đế thì các bạn lên hải sản Hữu Bộ để mua nhá. Đấy, số điện thoại đây các bạn này. Đấy, thì đây là thằng em Hữu Bộ Vlog nên là nó chuyên bán hải sản các bạn ạ. Đấy, cua hoàng đế này, tôm hùm Alaska các bạn nhá. Đấy, anh em muốn mua thì anh em liên hệ với số điện thoại này các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ mang vào khoe mẹ mình thôi. Đấy các bạn ơi. Wow. Wow, các bạn nhìn chưa? Yeah. To dã man luôn các bạn nhỉ. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Bây giờ mình vào mình trêu mẹ mình các bạn nhá. Mình bảo là mình vừa bắt được con tôm này các bạn ạ, ở ngoài đồng các bạn ạ. Tôi xem mẹ mình có tin không nhá. Sau đó mình sẽ thử thách mẹ mình các bạn nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? To dã man luôn các bạn nhìn chưa? Wow. Yeah. Đi. Mình sẽ vào trêu mẹ mình các bạn. Bê lẹ khẹ luôn các bạn, lặng lắm. To lắm các bạn ạ. Mẹ ơi. Ôi giời ơi mẹ ơi. Mẹ nhìn này, con vừa bắt được con tôm to không mẹ này? Ui. Tôm đấy con bắt ở đâu đấy? Con bắt ở ngoài đồng ấy. Bắt được rồi con này, có mà con trêu mẹ. Ôi giời ơi. Mẹ thấy khổng lồ không? Khổng lồ như thật đấy, bắt ở chỗ nào? Con bắt ở ruộng rau xanh này kia kìa. Vô lý. Thế có mà tôm thần. Tôm thần kiếp. Nhưng mẹ thế? Mẹ đến đẹp không? Đẹp thì đẹp nhưng mà nghe vô lý. Con bắt được con này, có mà con trêu mẹ. Nhưng mẹ có thích ăn không? Có chứ ăn. Mẹ đấy thích ăn đấy. Tôm thần mẹ có ăn á? Không thế, con tôm thần. Đâu, đây phải tôm thần đâu. Sao lại to này? Mẹ đã bao giờ nhìn thấy đâu. Ôi giời ơi, con vừa ra ngoài ruộng ấy, con thấy nó cứ mấp máy. À thế là con chạy ra con xem.
thế là con thấy con tôm này, kiếp mày nhìn này. Mà con xem thế là hả? Hay là mình nghỉ lắm. Mình thắp hương nó xong mình ăn nhá. Nghỉ lắm. Không được. Con này phải chiều mẹ rồi. Kỳ quá đồ chuyện. Bắt được con này. Bắt được. Mày thấy kinh khủng không? Wow. Kỳ quá. Nhưng mẹ có muốn ăn thịt nó không? Ăn thì có ăn được không mà ăn. Tôm lại không ăn được, mẹ buồn cười thế để làm cái nhá. Mẹ thì kinh không? Kinh không được, không được con ạ. Thôi mang xe kia xem xét nào. Rồi nó ám quỷ ở nhà mình chứ. Thì á? Đang làm ăn được. Thôi, gớm là con trêu mẹ đấy. Gớm con mua này cua Alaska, cua biển đấy. Bắt được, gớm ở quê mình làm gì có con cua nào nó to hay này. Là con tôm thần. Đấy. Thật đấy, Alaska đấy. Tôm Alaska. À. Mẹ thấy mẹ xem tivi mấy cháu làm chưa? Đúng. Thế bây giờ mẹ có thích ăn không? Nhưng mà đây con thử thách mẹ cơ. Thế thì có, mẹ có thích ăn. Mẹ ăn hết con này không? Mẹ ăn hết con này không? Ăn hết. Thế mẹ không ăn hết thì mẹ mất còn cái gì? Ăn thì cái vỏ, bỏ, ăn lõi mẹ ăn hết đấy. Ăn hết á? Nhưng mà nghe to phè lắm nhỉ. Nhưng mà bây giờ mẹ thua mẹ mất cái gì? Hả? Hả? Thua mất cái gì? Thua ờ. Thua giờ biết mất cái gì? Thôi bây giờ nói cho vuông. Mẹ mà thua ấy cho con 2 triệu. 2 triệu? Có nghĩa là mua con này 2 triệu. Có tiền thì cho con 2 triệu thôi. Yeah. Nhưng mẹ phải hứa cơ, lần trước ăn quả trứng thua là trả lấy mất cái gì. Được, 2 triệu cũng đơn giản, mẹ đơn giản. Ây à. Thế bây giờ con đi luộc cái hấp cho mẹ ăn nhá. Rồi, như là đúng là Alaska thật đấy hả? Cua thật, tôm thật. Đúng rồi. Không phải tôm thần đâu. Ừ rồi, mẹ có ăn. Bắt đầu nhá, con đi hấp nhá. Ừ. Ok, mẹ ngồi chờ con tí. Rồi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hấp nha các bạn nhá. Đấy, đầu tiên cho xả các bạn ạ, xả mình đã đập rồi các bạn ạ. Đấy, giải ra. Đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ vớt con tôm này vào các bạn nhá. Đây các bạn nhìn chưa? Đấy. Yeah. Wow, các bạn nhìn chưa? Đấy, vừa im luôn. Rồi mình cho thêm xả vào nhá. Đấy. Wow. Mình sẽ cho thêm ớt vào các bạn nhá. Đấy. Rồi. Giờ mình sẽ cho bia vào các bạn ạ. Đây, mình cho bia này. Đấy, hấp bia các bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho 5 chai các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, rất là ngon luôn. Đấy. Không biết mẹ mình có ăn hết không. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ hấp các bạn nhé. Đấy, đúng 15 phút là mình sẽ bê ra ăn. Các bạn ơi, mình đã hấp bia xong rồi các bạn nhé. Đấy, đúng 20 phút các bạn ạ. Wow. Đấy các bạn nhìn chưa, nó đổi sang màu vàng các bạn ạ. Vừa đấy màu nó hơi bị trong trong, bây giờ nó màu vàng hết các bạn nhỉ. Ui ôi, thơm phức luôn các bạn. Toàn mùi bia, xả, ớt các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ ra các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn chưa, kinh khủng chưa. Wow, bỏng quá các bạn ạ. Chắc mình về lấy găng tay các bạn ạ. Đấy, mình sẽ lấy găng tay nhá. Bỏng quá các nên mình phải lấy găng tay các bạn ạ. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Kinh khủng luôn các bạn nhỉ. Wow. Các bạn ơi, đây là cái mâm khổng lồ ấy, nếu mình để cái mâm kia thì nó bé quá các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đưa ra cho mẹ mình ăn nha các bạn nha. Đấy, mình sẽ thử thách mẹ mình các bạn nha. Ngon lắm các bạn ạ. Ui ơi. Đấy, mẹ thấy chưa? To không? Ngon không? Ngon. Đấy. Có đúng là cái này phải đúng là bằng mặt mẹ nhỉ. Mẹ nhỉ. Đấy, mẹ ăn đi. Bắt đầu. Yeah. Con thèm lắm. Các cháu ơi, thế là lần đầu tiên bà được ăn con tôm siêu to khổng lồ các cháu ạ. Thì các cháu ơi, đấy con trai bà hôm nay là mua cho bà con tôm Alaska này đấy. Ban đầu bà cũng tưởng là con trai bà trêu bà là con tôm thần cơ.
Nhưng hóa ra là con trai bà hôm nay là mua con tôm này về để thử thách, để cược bà ăn xem có ăn hết không các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Thì nào, để ăn đi, bắt đầu. Nhà ăn bắt đầu. Rồi. Đây lô to lắm các cháu ạ, có ăn này còn cũng còn khó đấy. Như này hay là mẹ và mẹ vẫn còng nó ra. Con cũng chưa ăn bao giờ. Mẹ vẫn còng. Để con. Đây đây con bữa cái này ra. Bữa mẹ ăn cái càng này trước. Ăn càng chưa? Ừ, ăn càng trước. Mẹ ăn càng trước các bạn ạ. Nó cứ bóc ra đi. Nào. Wow. Các cháu ơi, thế mà hôm nay bà thua là bà mất 2 triệu đấy con chè các cháu ạ. Đấy các bạn nhìn này. Mình bóc cho mẹ mình ăn nhá các bạn nhá. Wow. Ui. Wow, mẹ ơi. Các cháu ơi. Ôi. Hồng phúc này, ngon lắm các cháu ạ. Mẹ ăn đi. Nào, thế bà ấy mẹ ăn nhá. Vâng. Thì bà mời các cháu ăn với bà nhá. Wow. Chết rồi. Mẹ ăn cả ấy. Ngon không mẹ? Ngọt lắm các cháu ạ. Wow. Ui giời ơi. Ngon lắm các cháu ạ. Ngon lắm. Wow. Ngon thế. Wow. Để ăn thế thích không? Thật chắc. Nhưng mẹ mà còn hết con này á là mẹ sẽ mất 2 triệu con đấy. Chết, 2 triệu. Wow. Wow. Ngon quá. Mất 2 triệu bộ các cháu ạ, ngon lắm. Wow. Woo. Các bạn ơi, mình ngồi thèm lắm các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay các bạn ạ, đây là tấm lòng của mình các bạn ạ. Mình cho mẹ mình ăn. Đấy, mẹ mình hay xem vlog thấy các bạn ăn tôm khổng lồ các bạn ạ. Mẹ mình cứ rớt nước nhà, anh này mình mua cho mẹ mình, thử thách mẹ luôn. Các cháu ạ, không xúc được đâu. Bà cứ tưởng là xúc được, không xúc được, nó dai lắm. Đấy, không xúc được. Mở mẹ bóc vỏ ấy. Ui, bóc cái lớp vỏ này. Wow. Wow. Đây mẹ bóc cái này này. Đây. Để con lại bóc cho mẹ nhá. Đấy, này con thử thách mẹ này, con ấy cho mẹ nhá. Con cũng không ăn bao giờ nên con không biết là làm thế nào. Ua. Cứng lắm mẹ. Cứng lắm các cháu ạ. Ấy. Ua. Hay mẹ cắt đi. Mẹ ăn đây nữa nào. Hả? Ngọt không? Ngọt lại còn thơm nữa. Thơm lắm. Mẹ ăn chán chưa? Lần đầu tiên hôm nay mẹ được ăn. Nhưng mẹ cảm thấy chán chưa? Wow. Thấy ngọt không? Con ơi. Mẹ ăn miếng này, mẹ ăn cái còng. Nói chung là mẹ phải ăn hết. Con không biết đâu, con thử thách mẹ là mẹ phải ăn hết. Mẹ không hết là mới mất 2 triệu, thế thôi. Thôi, mẹ cái còng ấy. Ăn hết đi, đã hết đâu. Thôi hết rồi, để mẹ ăn sang cái còng. Mẹ định lấn hả? Mẹ thua là mẹ ấy đấy. Bây giờ ấy cái còng mẹ nhá. Rồi, lấy dao con chặt cái còng này. Đây, mình cứ đẩy đi, từ từ ạ. Đấy các bạn ạ, mẹ mình không thích ăn tôm, mình cũng chưa ăn tôm. Nhưng mà mình xem các bạn ấy, mình nhìn cách bạn ấy ạ. Wow, cái mang này. Wow. Wow. Đấy các bạn nhìn chưa? Nào, bây giờ con lấy cái còng nhá. Ui. Ui. Lấy ra. Đấy con lấy cái càng to nhất cho mẹ nhá. Wow. Cho mẹ cầm cái. Đấy mẹ cầm đi. Mãn nguôi ạ. Được rồi, bây giờ các con sẽ nặng lắm, phải mấy cân đi các cháu ạ. Thế. Cái này phải cân. Rớt. Mẹ múc cái đầu đi. Wow. Cái này không ăn được. Các bảo mẹ mút nước các bạn này. Mẹ mút đi. Ăn hết. Mút, mẹ mút đi. Wow. Rồi, là con lấy cái còng càng này nhá. Thôi rồi bạn. Wow, mẹ ơi.
Ôi trời ơi, mời không được mẹ. Không được. Vỡ bản ở đây đây được rồi. Hớm cái này con nó bắn nó mất con rồi mẹ. Rồi. Con hớm cái này nó mất nước. Bắn nó mất rồi các bạn. Khoa quá, để con chặt. Hớm ở đây chặt đi. Rồi nó bắn đấy mẹ. Mẹ cứ bỏ ra. Gõ đều nó ra mất nước. Rồi. Nước tốt mà mẹ. Nước tốt con ạ. Không được rồi mẹ ơi, khó quá mẹ ơi. Khó lắm. Khó rồi. Ôi con này to quá mẹ. Hay mẹ cầm đây, con đập. Để con đập. Đây nhá. Ôi dồi ôi. Mẹ ơi. Ui cái lớp của nó cứng lắm mẹ. Như sừng trâu. Không ở đây, nó ra nữa. Ôi ôi. Ra đi. Đấy các bạn ơi, các bạn nhìn thấy chưa? Mẹ ăn thấy ngon không? Ăn nó thế nào? Ngọt lắm các cháu ạ. Mẹ cũng hơi ngớn. Sao? Ngớn. Con không biết đấy, mẹ thua là mẹ phải trả giá đấy. Thôi mẹ đã chấp nhận 2 triệu rồi. 2 triệu. Không ăn hết được. Các bạn ạ. Đấy. Thử thách mẹ mà mẹ ăn vẫn chưa hết đây này các bạn nhìn này. Còn cả cái này nữa này các bạn này. Chưa hết nhá. Lại còn cả cái càng này nữa các bạn này. Cái càng nhỏ nữa các bạn này. Không hết được. Đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, đầu con tôm các bạn nhìn này, đẹp dã man luôn này. Đấy. Cái này nó có lớp tiết nhầy nhầy các bạn ạ. Có không biết mày ăn đi. Ngồi năm con ạ. Có không biết. Ăn chán chưa? Ăn thoải mái đi. Wow. Mẹ thấy thế nào? Chưa hết cái càng, chưa hết cái mình mà đã bảo chán rồi. Trong con cua còn cái chỗ nào nó ngon hơn không con? Đâu cái càng ngon nhất rồi đấy. Ngốn rồi. Đây là con tôm không phải con cua. Mẹ thua rồi. Thua. Các bạn ơi, lần nào mình cũng thử thách mẹ mình ăn con ăn cái gì khổng lồ mẹ mình cũng ăn hết các bạn ạ. Đấy, nào bảo đang ngớn các bạn ạ. Bình thường xem tivi thèm nhất nhãi nha. Bây giờ mua về cho mình ăn mẹ mình còn đã bảo ngớn rồi các bạn ạ. Thua hả? Mẹ thua hả? Mẹ thua. Thì bây giờ nhá, mẹ mày mất con 2 triệu. Rồi. Thì mẹ xuống nhà lấy đi. Mẹ xuống nhà lấy luôn đi. Rồi, cứ đưa ăn. Mẹ ăn hết, để con ăn hết. Mẹ xuống nhà lấy đi. Cắt có 2 triệu sao mà đơn giản. Tôi tấm lại, nói chung là mẹ, cái này con mua cho mẹ thôi. Đấy, con biết mẹ thèm nên là con mua cho mẹ ăn. Ngon lắm các cháu ạ, nhưng mà không ăn được nhiều. Ăn gần hết cái mình với lại cái còng các bạn ạ. Ok, thì bây giờ mình mời tất cả các bạn nhé. Đấy, mẹ nhìn con ăn này. Rồi. Nhìn nhé. Đấy các bạn ơi, giờ đến lên mình các bạn ạ. Mình thèm lắm nhưng mà bây giờ mình mới được có cơ hội ăn các bạn ạ. Mình thử thách mẹ mình rồi các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nhé các bạn nhé. Ngon lắm các bạn ạ. Nhưng mà con phải ăn cay mẹ thì mới ăn được. Đấy. Ngọt mẹ nhỉ. Ngọt. Mẹ ăn được không? Cứ ăn đi con, cứ ăn đi. Mẹ ăn đi. Ăn đi con, ăn đi. Các bạn ơi, cái này hơi cứng các bạn ạ. Cái này mềm lắm các bạn ạ. Ngon là ngọt lắm các bạn. Wow. Ngon dã mà các bạn. Các bạn ơi, mẹ con nhà mình chắc không ăn hết đâu các bạn ạ.
Thì bây giờ mình sẽ mang xuống chia sẻ cho em trai mình, em gái của mình các bạn nhé, cho toàn bộ gia đình mình ăn các bạn nhé, chứ một mình mẹ con mình chắc cũng không ăn hết đấy, không nói thật. Thì thực ra cái con này con chỉ muốn mua con tặng mẹ thôi, cho mẹ thưởng thức biết. Cho bác hàng xóm miếng. Mẹ mình vất vả bao năm các bạn ạ. Con lại cho hai bác hàng xóm mua bác miếng. Rồi. Cho đấy. Nhá. Con sẽ cho chia sẻ. Bởi vì cái món này nó rất chi là xa xỉ các bạn ạ, không phải là ai cũng có điều kiện để ăn các bạn ạ. Đấy thì rất chi là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Đấy thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhé. Bye bye. Và chào các cháu nha. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.